Chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình sẽ swap cho mọi người cùng xem mẫu son Bright Blue màu version 3. Và cái mẫu son này thì không còn xa lạ với các bạn nữa, một trong những son mà bán chạy nhất thị trường hiện nay. Và cái mẫu son này thì shop thiếu sót chưa có swap, thế nên trong livestream này mình sẽ swap để cho đủ 3 version của son Bright Blue nha. Chất son lì cực kỳ là bám, đầu son thì hơi vát nhẹ, mùi thơm như mùi kẹo của các version trước. Và cái mẫu trong version 3 thì sẽ có màu từ 13 cho đến màu 17 mọi người nhé. Có 5 màu tất cả. Và trong livestream này mình sẽ bắt đầu swap từng màu luôn. Màu đầu tiên mà mình sẽ swap đây sẽ là màu 13. Màu 13 là một tông cam san hô rất là đẹp. Chất son rất là lì và đẹp. Thế nên son Bright Blue thì được các bạn học sinh sinh viên yêu thích rất là nhiều. Màu tiếp theo là màu 14. Màu 14 này là tông nâu đất mọi người này. Trên tay mình đây đang là màu 14 mọi người nhé. Màu tiếp theo sẽ là màu 15. Đây là tông đỏ đất. Các tông son đang rất được ưa chuộng hiện nay, có đầy đủ trong version 3 của Bright Blue. Đây là màu 15. Version 3 cũng như version 1 và 2 giá đều là 140.000 một thỏi mọi người nhé. Màu đây là màu 16. Hồng đất. Có thể nói rằng các dòng son Hàn thì giá cả vô cùng cạnh tranh và màu sắc thì hết sức là cuốn hút, bắt kịp xu hướng của giới trẻ hiện nay là các tông giống như cam san hô, đỏ đất, hồng đất như trên tay mình đang swap đây. Và màu cuối cùng trong bộ version này đấy là màu 17, một tông đỏ đất nữa nhưng sắc đỏ thì nhiều hơn một chút. 5 màu sắc cực kỳ thời trang của Bách Ru version 3 mọi người nhé. Và cái version 3 thì sẽ có thiết kế vỏ lắp màu cam đồng. Thỏi son thì hình vuông, lại thiết kế cực kỳ đơn giản nhưng mà rất là thanh lịch. Mọi người có thể tham khảo 5 màu son mình đã swap của Bách Ru vừa rồi. Mọi người có thể qua shop để thử lên trên môi mọi mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream.